Cái gì vậy? Cả nhà ơi, bây giờ là chúng tôi sẽ vào chơi trò chơi máng trượt nha. Thì dịch vụ bán vé ưu tiên là 100.000 nha mọi người. Tôi sẽ cố gắng tôi chơi cái trò chơi này để quay cho mọi người, để cho mọi người biết được cái cảm giác và cái tốc độ của nó như thế nào. Chứ tôi không có mê mẩn cái trò chơi này lắm đâu, vì tôi bị yếu tim. Thiệt, tôi chơi cái này tôi la dữ lắm. Ai mà đi chung máng với tôi là tôi la là coi như rớt ra máng luôn đó. Đổi tài. Đó. Đổi tài. Mọi người ơi, mới có thứ ba thôi mà rất là đông cả nhà, đông lắm. Cái này mà cuối tuần là còn đông nữa nha. À, đông ghê chưa? Trời ơi. Tâm anh đi với ai vậy? Ôi ôi, ê chàng trai sợ tốc độ, sợ độ cao mà bây giờ chơi máng trượt luôn hả? Ơi, vậy mày đi mà ngồi máng với ai? Sao vậy? À, vậy hả? Vậy mày bớt nhìn sống mũi tao lại đi. Mày nhìn sống mũi của con Tâm Anh kìa. Ủa các con? Dạ. Các con em đi với ai vậy? Mày đi đôi đôi hả? Thì chắc là đi một cặp rồi. Rồi mua vé hả? 100.000 vé hả? Ưu tiên. Phía trước mặt chúng tôi là nữ nghệ sĩ Hoàng Trinh. Nhiệt độ ở Nha Trang là 31 độ. Nhưng cô ấy tưởng đi Đà Lạt hay sao á. Khoác ở phía ngoài là một cái áo len và khăn choàng cổ, đầu thì đội nón nỉ. Chị ơi, đi nhanh, chị đi nhanh là để đoàn ở phía sau người ta còn đi. Chị ơi, đi lẹ đi chị ơi. Chị biết sao chị không đi? Từ từ em từ từ. Cái gì chị, đi lẹ đi. Tập thể dục gì? Đây rảnh quá ha, đây đâu phải công viên đâu, đây nơi công cộng, chị phải chấp hành luật lệ chị ơi. Tinh thần thể thao gì, chị không có tinh thần kỳ cục quá à, chị mới vô văn quá đó bà nội. Con người mà đối xử với sao vậy? Trời ơi, chị ơi, từ từ chị. Đi đâu mà đi, trời ơi, người ta đang đứng nè, chờ để đi mà. Ủa sao nãy chị đứng, chị không đi, mà giờ chị hối. Tụi con người gì mất lịch sử vậy? Chị mới mất lịch sử đó. Bây giờ là chị đã tập thể thao xong xuôi hết rồi. Thể thao là thể gì? Tập thể thao là em, nào giờ em chỉ biết tập thể thao rồi. Em chỉ biết tập thể thao, em chưa bao giờ em nghe tập thể thao. Chết, chị sợ hãi loài người. Em thiệt á, em sao em cảm thấy là chị, em không biết mình mất lịch sự hả? Khi nhớ mà chị đằng trước em làm mọi cách em tống chị cho em đi. Trời ơi, chị quản quốc luôn vậy. Bây giờ em nói đằng trước chị, bây giờ tại sao mày không đi? Chị đừng có kiếm chuyện với em nha. Người ta chị đi hết rồi. Đâu đi hết đâu, chị thấy người ta vẫn còn đứng kìa. Đi hết ở phía trước rồi kìa. Nè thôi, giờ chị muốn đi thì chị đi đi. Chị muốn đi là chị đi đi. Chị đi trước đi. Không. Mày đừng có đè tao, mày kêu tao đi trước. Trời đất ơi. Vừa phải rồi, con người thì có tôi sợ hãi loài người. Sợ hãi loài người đó ông ơi. Mọi người ơi, chúng tôi sắp được đi rồi. Sau khoảng 30 phút, 45 phút gì đó chúng tôi đứng xếp hàng. Và bây giờ tới lượt like của chúng tôi. Đoàn của chúng tôi sẽ chia ra nhiều nhóm. Hoàng Trinh sẽ đi với tôi nha cả nhà nha. Và mọi người sẽ được nghe được tiếng la hét kinh tởm nhất của Hoàng Trinh nha. Sao? Muốn chết rồi trời. Sao muốn chết là sao? Đúng rồi. Nè, đi, lẹ. Đi đâu, đi đi. Em nói chị giống như là một con thú vậy đó. Nghĩ nhiều khi cũng buồn chứ. Thế giới loài người sao? Sợ hãi quá. Ai muốn đi đâu đi. Sợ hãi. Tiếng la hét của chị, nhưng mà em rất là thích. Em rất là thích cái tiếng la hét kinh tởm của chị. Nè cả nhà, đây nè. Nè, chị Hoàng Trinh nè. Chị là một con người rất là dễ sợ luôn nha. Lúc nãy á là chen lai, chen ơ rồi tùm lum hết trơn. Đây. Đây chen lai chen ơ, sao mà giả bộ là phụ nữ có bầu có thai rồi nó để chen lấn lai với người ta. Người gì mà sống kỳ cục vậy? Hả?
hả nữ nghệ sĩ Hoàng Trinh. Ơi ơi, ví dụ like mình đi, like mình đi, tại sao cứ giả bộ? Chờ đợi ai cũng phải chờ đợi hết trơn á, mà tại chị kỳ kỳ quá. Cuộc đời đó có bao lâu mà hưởng rồi. Được. Dạ đây cả nhà ơi, bây giờ tụi em đã tới được cái khu vực chạy xe rồi nha cả nhà. Và mọi người đang bắt cặp đi với nhau, riêng tôi thì tôi với chị Hoàng Trinh sẽ đi. Và chị Hoàng Trinh là người lái xe nha cả nhà nha. Dạ em tin tưởng vào cái tài năng lái xe của chị nha chị Hoàng Trinh nha. Dạ. Em nghĩ là lái đi. Rồi đi nè. Từ 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 từ, đi qua bên đây nè Trinh ơi. Này. Đây. Ủa? Mình đi dưới lô đi. Đó, không để đây. Đây. Ủa sao? Hình như là đi. Hai người thì hai đường đi nhau. Là chị Trinh ngồi đâu? Chị Trinh ngồi trước nha. Em ngồi trước thì em lên trước đi. Đây nè. Lên đi. Đâu chị lái á. Thì em ngồi trước. Em ngồi trước chị lái. Ủa cái này chỉ có người ngồi thôi phải không? Hai người ngồi được. Phải không? Em ngồi ở đây đúng không ạ? Hai cái kim cho đẩy tới luôn thì lên đi em cảm nhận được. Đẩy tới là đi, thắng lại là đi xuống. Rồi. Đây. Hả? Để đây nè. Không dành cho dạ đây mọi người ơi, chị em chúng em bắt đầu cuộc hành trình nha. À, ngồi sao là người lái, anh nắm này được phải không? Dở chân này lên chị, dở chân này lên, dở chân lên nè. Để em lấy cái xích kia. À dở đây lòng ở chân. Hả? À, xuất phát nha cả nhà. Hai chị em tôi xuất phát đây. Phải có khoảng cách xe chị Trinh. Mà chị từ từ từ, em dặn chị nha, thắng lùi sao? Mình không làm gì hết. Rồi, mình không làm gì hết nha chị. Đó. Rồi. Có làm gì đâu trời. Trời ơi. Chưa. Hả? Chưa chạy được. Cái này là vẫn đang trong cái tình huống, dạ đang trong cái tình huống mà mình kiểm soát được. À mình chưa làm gì hết. Đâu, tao đang điều khiển đó. Phải không? Ở phía trước nè, tao đang lái đó. Tao sợ tao sẽ trời ơi,
Trời ơi, bà lên cơn tim luôn rồi cả nhà ơi. Bà lên cơn tim luôn rồi. Ủa? Sao nó chậm cái gì trời? Hả? Tao đang lái nó mà sao nó chậm? Không, nó chưa có cho mình đi đâu. Ừ, đó cả nhà. Ui là trời ơi, đẹp quá cả nhà ơi. Nó chưa cho mình đi đâu chị Trinh. Đó, mọi người thấy cái chữ Vinber không? Đẹp quá kìa. Đó, trời ơi. Ui, đẹp quá. À, xung quanh cái này là chưa có đi đâu. Chưa. Cái chân tao gì làm sao? Chân tao mặc cái áo len để đừng có nắng. Mà không, giờ tôi dơ hai chân tao ra rồi. Không, bây giờ thì em che cho chị nè. Hai cái tay này là em che chị rồi. Bắt đầu sao nó tập la. Hả? Đó, bây giờ nè. Bắt đầu á chị. Có thấy gì không? Nhẹ nhàng quá ha chị Trinh, chưa. Cái này là nó mới khởi động mình thôi, nó cho mình đi từ từ thôi. Ui da, ui da. Nè, bây giờ người ta bắt đầu, người ta hướng dẫn mình á. Nè, nè. Nè, bây giờ mới chạy nè. Nè. Đó. Nè, hướng dẫn chị giùm anh. À, không sao phải không? Khoảng cách với xe trước là 25m nha. Thay xe trước mặt thì mình tháo lại. Thôi thôi rồi sao nữa? Hiện tại là đem phanh nè. Đẩy tới là đi. Kéo lại là phanh. Rồi đứng. Kéo lại tới đây thôi hả em? Dạ, mình kéo tới đây mới dừng là phanh. Nhưng mà nó phanh đột ngột thì không được phải không? Dạ phanh đột ngột vẫn được, không sao hết. Đang cái cua quẹo phanh đột ngột có sao không em? Đang cua thì mình phải quen khúc cua mình mới phanh. Chứ đang cua không được phanh đúng không? Mình phanh xe sau tông mình. Đó. Rồi. Nhưng mà chỉ muốn từ từ thôi. Dạ, từ từ mình đẩy nhẹ. Đẩy mạnh thì đi nhanh. Ok ok. Đó. Một cái sự hồi hộp của hai chị em nha. Đó, bắt đầu. Ok chưa? Thử phanh đi chị. Tôi bỏ ra nè. Không được chạy đi ghé đây nó nghiêng. Không đổi được, bây giờ là không có đổi được.
ơi. Tắt. Đó, nó đi từ từ rồi đó. Nó đi từ từ rồi nha cả nhà. Trời ơi bà la mà tôi nó bắt. Bà nữa. Hãm phanh kìa, nó kêu hãm phanh rồi, kêu hãm lại đi. Hãm phanh đi, hãm phanh. Đi chậm lại, đi chậm lại, đi chậm lại, đi chậm lại rồi, chậm lại, chậm lại, chậm lại. Đường chùa kết thúc rồi, cách đây 50 mét, sắp kết thúc rồi, sắp rồi, 50 mét nữa là tới rồi, 50 mét nữa là tới rồi chị. Tao nó tự nó nghiêng chứ tao không có nghiêng. Ôi. Tới rồi đó chị, tới rồi, tới rồi, kết thúc đường chùa cả kìa. Bơm ơi, bơm ơi. Trời ơi, nét mặt của Hoàng Trinh nè, nét mặt của Hoàng Trinh, nét mặt của Hoàng Trinh mà coi như khi đi cầu chuột kết thúc cái đường chuột. Trời ơi, bà la, tao nói bà không còn gì để la. Khi đi rất là vững mạnh. Trời ơi, mỗi lần eo là cái Nguyễn Dũng này nè, nó eo cái người nó mặc như heo rồi đó, nó che mắt không thấy gì hết, sợ quá. Lần sau đi nữa không? Thôi không đi nữa đâu. Đi đi. Thôi thôi, thôi không đi nữa đâu. Tại vì hồi xưa đi có một mồm mới lái. Sao mà chị? Biết rồi, biết rồi. Bây giờ sợ quá. Thôi rồi. Ui, nó đẻ chung.